Câu lạc bộ thiên tài chương 1263, đảo ngược thiên cương. Một, lời của Lưu Phong vẫn vang vọng bên tai. Đúng vậy. Có phải mình đã quá chậm chạp, hoặc có thể nói. Đã quá né tránh, ngay cả khi không như lời Lưu Phong nói, trực tiếp thổ lộ, mạnh dạn bày tỏ. Thì cũng không nên chẳng làm gì cả, phải không? Ngay cả khi Hoàng Tước không phải là Triệu Anh Quân hiện tại, ngay cả khi bức tượng ngọc trắng cô độc trong thành phố trên không suốt 600 năm ở giấc mơ thứ ba cũng không phải là triệu anh quân hiện tại. Nhưng những điều đó không phải là lý do để mình chẳng làm gì cả. Lâm Huyền nâng cổ tay lên. Đã là 9 giờ rưỡi sáng, hầu hết các trung tâm thương mại ở Đông Hải đã mở cửa. Hắn đứng dậy. Chuẩn bị rời đi. Cậu đi đâu? Lưu Phong hỏi. Mua quà. Lâm Huyền nhẹ nhàng nói. Hi. Lưu Phong cười hài lòng, cảm thấy như thấy học trò đã hiểu bài, mua cho người phụ nữ đó à. Đúng. Lâm Huyền gật đầu khi bước đến cửa sau, phải mua một món quà cho con của cô ấy nữa. Lưu Phong tròn mắt, đợi đã. Khi hắn ta gọi to, phát hiện Lâm Huyền đã ra khỏi cửa sau và biến mất trong hành lang. Lưu Phong gãi đầu. Cảm thấy mình. Có phải đã nhiều lời mà gây ra chuyện xấu? Còn có cả con. Ly. Ly hôn và có con. Trưa 11 giờ, Lâm Huyền xách hai túi quà nhỏ trở về nhà. Đây là quà tặng ngày quốc tế thiếu nhi hắn mua cho Diêm Kiều Kiều và Triệu Anh Quân. Ừm. Mặc dù tặng quà ngày quốc tế thiếu nhi cho Triệu Anh Quân ở độ tuổi này có hơi kỳ lạ, nhưng thực ra chỉ là mượn cớ ngày quốc tế thiếu nhi và cơ hội tặng quà cho Diêm Kiều Kiều tiện thể tặng luôn cho triệu anh quân một món quà mối quan hệ giữa hắn và triệu anh quân thực sự có chút vi diệu triệu anh quân luôn rất biết ơn lâm huyền cảm thấy cô ấy nợ lâm huyền rất nhiều còn từ góc nhìn của lâm huyền hắn lại cảm thấy mình nợ triệu anh quân rất nhiều hai bên đều đang mắc nợ không biết ai là người được lợi từ tiền bạc và tình nghĩa này sau khi ăn trưa đơn giản lâm huyền nhìn đồng hồ trong phòng khách 11 giờ 47 phút thể chuẩn bị đi ngủ rồi. Ngủ sớm, vào giấc mơ sớm, bắt đầu một ngày đầy năng lượng. Dù gì ngày mai là ngày quốc tế thiếu nhi, hắn sẽ cùng Diêm Kiều Kiều và Triệu Anh Quân đi chơi ở Disneyland nên sẽ không có cơ hội vào giấc mơ. Hãy tận dụng một ngày trọn vẹn này. Còn 37 ngày nữa là đến ngày 7 tháng 7, sớm ngày nào hoàn thành giấc mơ, trả lời đúng câu hỏi của câu lạc bộ thiên tài có thể sớm ngày đó giải quyết nguy cơ bị chặt đầu. Lâm Huyền rửa mặt mũi, nằm lên giường, đi vào giấc ngủ. A o. Đại kiểm Miêu bị roi quất kêu lên một tiếng thảm thiết, tiếng kêu vang khắp cả mùa hè. Ánh nắng giữa trưa ngày 28 tháng 8 năm 2624 rọi xuống, mỗi nô lệ làm việc đều bị phủ một lớp mồ hôi bóng loáng, trông như những quả trứng luộc mịn màng lâm huyền đã gọi đại kiểm miêu và cao văn đến góc khuất không bị giám sát nhìn thấy nói chuyện một hồi tôi đã hiểu rồi cao văn tổng kết ý của cậu là muốn lấy lại sổ ghi chép ký ức của tôi chỉ dựa vào sức mạnh của vài người chúng ta là không đủ ngay cả khi có thêm cô bé mắt xanh được cậu gọi là kẻ hủy diệt cũng không thể vì bộ lạc sơn miêu có nhiều súng ống đối đầu trực diện chúng ta không có lợi thế dù là cô bé mắt xanh cũng không thể chịu nổi nhiều đạn súng như vậy vì vậy phương án tốt nhất hiện tại là trước hết mượn sức mạnh của cô bé mắt xanh để vượt ngục thoát khỏi sự kiểm soát của bộ lạc sơn miêu sau đó tìm đến bộ lạc gấu xám để gặp tu riêng giao tiếp thương lượng đạt được sự hợp tác đồng minh cuối cùng quay lại tiêu diệt bộ lạc sơn miêu lấy lại sổ ghi chép ký ức của tôi lâm huyền gật đầu giơ ngón tay cái lên cho cao văn đúng anh tóm tắt rất hoàn hảo tiết kiệm được nhiều thời gian giải thích sau đó hắn quay sang nhìn đại kiểm mưu kiểm ca anh có câu hỏi gì không đại kiểm mưu lắc đầu mở trên mặt theo đà cũng rung rinh tôi không nhồi nhét được nhiều thứ vào đầu mình lời cậu nói phần lớn là vào tai này ra tai kia nhưng nghe thấy cậu nói sẽ quay lại báo thù tôi chẳng cần nghĩ ngợi gì thêm tôi sống mơ hồ chờ đợi bao lâu chỉ đợi một cơ hội để báo thù cho gia đình và bạn bè giờ cuối cùng cũng đến tôi tất nhiên hai tay tán thành nói xong đại kiểm mưu giơ hai tay lên như đầu hàng vậy nên tôi đề nghị chúng ta đặt tên kế hoạch này là kế hoạch vượt ngục thăm tu riêng rồi quay lại báo thù không vấn đề lâm huyền vỗ vai đại kiểm mưu không hổ là anh chúng ta cần những người thẳng thắn và chân thật như anh sau đó Ba người họ lập ra kế hoạch cụ thể. Trong 3 năm qua, Cao Văn đã nhẫn nhục chịu đựng, quan sát kỹ lưỡng, lắng nghe mọi thứ xung quanh, vừa học hỏi và suy nghĩ không ngừng, đồng thời cũng ghi nhớ được nhiều quy luật tuần tra của bãi khai thác, mỗi ngày vào khoảng 10 giờ sáng và 4 giờ chiều, sẽ có quản đốc lái xe bọc thép chống đạn đến bãi khai thác tuần tra, đó là cơ hội duy nhất để chúng ta tiếp cận phương tiện. Chỉ cần chiếm được chiếc xe đó, chúng ta có thể theo con dốc từ bãi khai thác mà lao ra bãi khai thác này cách khá xa đại bản doanh của bộ lạc sơn miêu việc báo động và gửi quân tiếp viện sẽ không kịp khi họ đến chúng ta đã lái chiếc xe bọc thép chạy xa rồi chỉ cần chiếm được chiếc xe bọc thép chúng ta không sợ hỏa lực ở đây súng của họ không thể xuyên thủng giáp xe đây là cơ hội duy nhất để chúng ta thoát khỏi nơi này nhưng vấn đề là chiếc xe bọc thép đó rất chắc chắn Thép tấm rất dày, chống được kẻ địch và cũng chống được chúng ta. Với vũ khí và sức mạnh của chúng ta không thể gây tổn hại cho chiếc xe, tôi không biết phải làm thế nào để chiếm được chiếc xe bọc thép đó. Lâm Huyền âm thầm ghi nhớ thời điểm 4 giờ chiều này. Vẫn kịp. Cô bé mắt xanh trong khoang ngủ đông tỉnh dậy và hồi phục thể lực nhanh hơn người thường rất nhiều, đó có lẽ là lợi thế của việc tăng cường bằng thuốc và chỉnh sửa gen. Bây giờ mới hơn 1 giờ chiều đi đào căn cứ ngủ đông dưới lòng đất ngay lập tức, sau đó báo cho giám sát, vào căn cứ đánh thức khoan ngủ đông, tất cả đều kịp. Vậy thì, Lâm Huyền ngẩng đầu lên, nhìn quanh đỉnh cao và đáy vực của trí thông minh con người, kế hoạch vượt ngục, thăm tu riêng rồi quay lại báo thù. Bắt đầu, ngay lập tức, ba người cầm sẻn, chạy về phía đông bắc của bãi khai thác. Lâm Huyền nhớ rõ cửa vào căn cứ ngủ đông dưới lòng đất ở đâu, dẫn theo hai người đào một lúc rất nhanh xẻng bật ra tia lửa có hàng rồi đại kiểm miêu lập tức lăn lộn hô hào gọi mọi người có hàng rồi mọi người mau đến xem đào được kho báu rồi ngày càng nhiều nô lệ tụ lại nhìn thấy hy vọng tự do tất cả đều tập trung đào bới mạnh mẽ trong lòng không ngừng cầu nguyện rằng đây chắc chắn là phòng máy ngầm của tu riêng chỉ cần bộ lạc sơn miêu có được tu riêng chúng chắc chắn sẽ thả họ đi Kết quả Trái với mong đợi Đào ra căn cứ ngủ đông dưới lòng đất, mọi người thất vọng, chỉ có Lâm Huyền, Đại Kiểm Miêu và Cao Văn là hào hứng chuẩn bị hành động. Những gì xảy ra tiếp theo, vì đã được diễn tập trước, mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Ba người tiến vào căn cứ của khoa ngủ đông, thẳng đến khoa ngủ đông của cô bé mắt xanh. Đại kiểm miêu nhanh chóng khởi động chương trình cưỡng chế đánh thức, nhìn thời gian hiển thị trên đó, mất khoảng một giờ để cô bé hoàn toàn tỉnh lại cậu chắc chắn chúng ta sẽ mang theo cô bé này để thoát thân chứ cô bé trông yếu đuối lắm tay chân gầy guộc lâm huyền mỉm cười nhẹ lắc đầu đừng xem thường cô bé mặc dù tạm thời chưa biết rõ thân phận thật của cô bé nhưng cô bé rất có thể là thích khách thời không mà tôi đã quen biết trước đây chỉ vì mất trí nhớ do ngủ đông nếu không việc đầu tiên cô bé làm khi tỉnh dậy chắc chắn sẽ là chặt đầu tôi chúng ta rất cần sức chiến đấu của cô bé, nhưng trước tiên chúng ta phải thuyết phục cô bé hành động cùng chúng ta. Đại kiểm miêu nghe Lâm Huyền nói, vào tay này ra tay kia, chỉ tập trung vào câu cuối cùng, vậy chúng ta phải thuyết phục cô bé thế nào? Khi kẻ xui xẻo tỉnh dậy, tôi không nói nhiều với hắn ta, chỉ kéo đi đào đất. Khi đó, đầu óc hắn ta trống rỗng không biết gì, cứ máy móc theo chúng tôi đào. Cuối cùng thì cũng chấp nhận thực tế lâm huyền gật đầu mất trí nhớ là như vậy tôi đã đọc các báo cáo liên quan người hoàn toàn mất trí nhớ ban đầu sẽ theo bản năng chống lại mọi thứ xung quanh không tin tưởng bất cứ điều gì phủ nhận mọi thứ đây là một dạng phản ứng tự bảo vệ tự nhiên nghĩa là càng nói với cô bé điều gì cô bé càng không tin càng nói về lập trường cô bé càng phản kháng đại kiểm mưu không hiểu nổi hắn ta nhún vai vậy phải làm sao nói thẳng thì không được chẳng lẽ phải nói ngược lại bên cạnh cao văn nghiêm túc phân tích lời của lâm huyền dần dần tư duy của anh ấy trở nên rõ ràng từng tôi nhớ lại khi tôi chấp nhận thân phận nô lệ làm việc ra sao khi tôi tỉnh dậy từ giấc ngủ đông đầu óc trống rỗng không có quan niệm giá trị cơ bản không biết đúng sai là gì và quan trọng nhất là chẳng ai nói nhiều lý lẽ với tôi đại kiểm mưu kéo tôi ra ngoài rồi đưa cho tôi một cái xẻng tự mình đi đào đất tôi đứng đó ngơ ngác không biết phải làm gì chỉ thấy mọi người đều đang đào đất tôi nghĩ mình cũng phải đào thế là tôi phản xạ tự nhiên theo mọi người đào đất rồi dần dần chấp nhận thực tế này cảm thấy mục đích cuộc đời là để đào đất sau này tôi mới hiểu ra mọi chuyện nhưng đó là sau khi đã suy nghĩ rất lâu trong vài ngày đầu tiên sau khi tỉnh dậy đầu óc tôi không nghĩ nhiều chỉ đơn giản là người khác làm gì tôi làm theo người khác làm gì tôi học theo đó là một hiệu ứng tâm lý rất lạ nên tổng kết lại thì hiệu ứng đám đông lâm huyền thay cao văn nói ra thuật ngữ tâm lý học không chỉ người mất trí nhớ mới có tâm lý đám đông trong cuộc sống thực hầu hết mọi người đều có tâm lý này biểu hiện cụ thể là cá nhân bị ảnh hưởng bởi nhóm mà thay đổi quan điểm phán đoán và hành vi để duy trì sự nhất quán với người khác đó là cái mọi người thường nói theo số đông phần lớn mọi người trên thế giới đều không thể giữ được sự độc lập vì tâm lý đám đông là một dạng tự bảo vệ bản năng của con người người khác làm gì mình làm theo chắc chắn không sai giả sử anh đi trên phố mọi người đều nhìn lên trời anh sẽ không tránh khỏi ngẩng đầu nhìn theo nếu anh đi đến một nơi mọi người đều bịt mũi nói thối anh rất có thể cũng cảm thấy thối dù anh không ngửi thấy mùi gì thông tin cần thiết càng thiếu con người càng dễ mù quáng tuân theo, hòa nhập. Điều này rất hữu ích cho những người mất trí nhớ vừa tỉnh dậy từ giấc ngủ đông, không cần bất kỳ mệnh lệnh, chỉ huy, giáo dục nào, chỉ cần ảnh hưởng một cách tinh tế, sẽ khiến họ chấp nhận những thiết lập liên quan. Nhìn Lâm Huyền và Cao Văn nói chuyện như trao đổi về thiên thư, Đại Kiểm Miêu cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung, dừng, 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 dừng. Hắn ta vội vàng ra hiệu cho hai người dừng lại, đừng nói mấy thứ phức tạp nữa hai người nói tiếng người có được không đừng giảng nhiều đạo lý như thế chỉ cần nói tôi phải làm gì thôi lâm huyền chỉ vào một khoảng trống phía sau ba người dặn dò một lát nữa anh không cần làm gì cả chỉ cần khoanh tay giữ gương mặt khó chịu với biểu cảm đương nhiên và lẽ ra phải như vậy đứng sau tôi nhớ là không được nói gì chỉ cần giữ gương mặt khó chịu thôi khi cô bé tỉnh dậy cô bé sẽ đạp vỡ kính cường lực lúc đó anh không được la hét Hãy bình tĩnh, thể hiện sự uy nghiêm không quan tâm đến bất cứ thứ gì. Anh thấy chỗ tôi chỉ chưa? Một lát nữa tấm kính sẽ rơi vào đó, còn chúng ta thì đứng bên cạnh khoang ngủ đông, nên chắc chắn an toàn, không bị kính đập trúng. Vì vậy, đừng la hét gì cả, hãy thật bình tĩnh. Trong buổi diễn lừa gạt này, tôi lo nhất là anh. Vì, đại kiểm miêu nhổ một cái, coi thường ai vậy? Sao cậu không nói với kẻ xui xẻo nhiều như thế? nói nhiều về la hét cậu nghĩ tôi thật sự sẽ la hét sao hôm nay cậu sẽ thấy đại kiểm mưu này kiên cường thế nào đừng nói tấm kính không đập chúng tôi dù có đập chúng tôi tôi cũng không hé răng một lời cuối cùng lâm huyền và cao văn kiểm tra lại kế hoạch lần nữa dù sao thì tư tưởng cốt lõi vẫn là không cần nói nhiều với cô bé mắt xanh vừa tỉnh dậy dù gì cô bé đang trong trạng thái mất trí nhớ Lúc này đầu óc trống rỗng, ngoài bản năng cá nhân thì cơ bản không có không gian suy nghĩ, không hiểu gì cả. Chỉ cần dùng những thông tin nhanh chóng và liên tục làm cô bé bối rối, sau đó thể hiện gương mặt, đương nhiên phải như vậy, để kích thích hiệu ứng đám đông là đủ. Những việc đơn giản không cần phải làm phức tạp. Lâm Huyền đã nghĩ ra kịch bản trước khi vào giấc mơ, Đại Kiểm Miêu và Cao Văn chỉ cần đóng vai làm nền là đủ. Nhìn đồng hồ diêm kiều kiều sắp mở mắt sau khi mở mắt vài phút là sẽ đạp vỡ khoang ngủ đông ba người phải nhanh chóng vào trạng thái diễn xuất lâm huyền ra hiệu ba người vào vị trí một người đứng trước hai người đứng sau khoang ngủ đông của cô bé mắt xanh thẳng lưng khoanh tay giữ gương mặt khó chịu lâu lắm rồi cô bé trong khoang ngủ đông mở mắt cô ấy hít một hơi thật sâu cảm nhận phổi đầy ắp phồng lên như thể từ lâu rồi chưa từng thoải mái như vậy thị lực dần phục hồi thính giác cũng trở nên rõ ràng hơn cô ấy quay đầu nhìn qua lớp kính bên ngoài dường như có ba bóng người đứng im không nói một lời họ là ai họ đang làm gì còn mình là ai cô ấy muốn cử động cơ thể nhưng hoàn toàn không thể điều khiển được tứ chi ngột ngạt ở đây thật ngột ngạt muốn ra ngoài bỗng nhiên trên màn hình phía trên mắt bắt đầu xuất hiện biểu tượng cùng với ngôn ngữ mà cô ấy có thể hiểu được vang lên xin hãy di chuyển nhãn cầu nhìn vào biểu tượng này cô ấy làm theo hướng dẫn của giọng nói xin hãy di chuyển nhãn cầu nhìn vào hướng mà biểu tượng chỉ định cô ấy di chuyển nhãn cầu xin hãy cố gắng hết sức duỗi chân phải ra bùng một tiếng nổ lớn lớp kính cường lực khổng lồ trên đầu lập tức vỡ vụn các vết nứt hình mạng nhện lan khắp mọi ngóc ngách toàn bộ tấm kính cường lực như một mảnh vải rách bay lên trần nhà sau khi va chạm mạnh rơi xuống đất và phát ra một tiếng nổ lớn cô ấy không biết đây là đâu mình là ai nhưng rõ ràng khoang ngủ đông này làm cô ấy rất khó chịu nên cô ấy nắm lấy mép khoang lật người ra ngoài chân trần đạp trên nền đất trong làn sương trắng bốc lên cô ấy thấy ba bóng người cao lớn đứng thẳng trước mặt cách cô ấy không xa dù vừa rồi tiếng kính vỡ to như vậy ba người vẫn không hề nhúc nhích uy nghiêm và nghiêm túc điều này khiến cô bé không khỏi lo lắng cô ấy lùi lại một bước chưa biết ba người này là ai chuẩn bị chất vấn thì đặc vụ cấp 3, diêm kiều kiều bỗng nhiên người đàn ông cao lớn đứng đầu trong làng sương trắng giọng nói trầm ấm vang lên chúng tôi đã đợi cô rất lâu rồi lập tức gia nhập đội ngũ thực hiện nhiệm vụ Giọng nói của người đàn ông mạnh mẽ, nhưng không hề có sự ép buộc hay ra lệnh, mọi thứ đều rất tự nhiên, rất hiển nhiên. Cô bé chớp mắt, bắt đầu tiêu hóa lượng thông tin khổng lồ trong lời nói của người đàn ông, mình là Diêm Kiều Kiều Đặc vụ cấp 3 Thực hiện nhiệm vụ Xin hỏi nhiệm vụ gì? Chưa nhận được câu trả lời. Ba người đàn ông trong làng sương trắng lập tức quay lưng, bỏ đi. Lùn khí làm sương xoay trong không khí họ di chuyển rất nhanh trong chớp mắt đã rời xa vài mét này chiến thuật muốn mắt phải thả rất hiệu quả cô bé mắt xanh lập tức đuổi theo nhưng đôi chân vấp phải một vật cô ấy cúi xuống nhìn là một cái tủ đựng đồ trên bảng tên quả nhiên có ghi tên diêm kiều kiều cô ấy chớp mắt lập tức hiểu ra tên của cô ấy đúng là diêm kiều kiều giống như người đàn ông đã nói đợi đợi tôi một chút cô bé mắt xanh không bận tâm đến nhiều thứ cô ấy biết rõ ba người đàn ông đang bước nhanh rời đi biết thân phận của mình và họ đang thực hiện nhiệm vụ gì đó rốt cuộc là nhiệm vụ gì mình phải làm gì tại sao đầu óc lại trống rỗng như vậy cô ấy cần một câu trả lời cộp 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 cô ấy chạy rất nhanh như một con báo săn, nhanh chóng đuổi kịp ba người. Nhưng đúng lúc đó, ở phía cửa chính, nơi ánh sáng mặt trời chiếu vào, một người đàn ông kéo theo chiếc roi thép, vừa chỉ mắng vừa mặc đồng phục giám sát bước vào. Vung roi thép, hung dữ và ác độc. Diêm kiều kiều. Người đàn ông trẻ đứng đầu hét lớn. Có. Có mặt. Cô bé mắt xanh theo phản xạ đứng nghiêm, thẳng tắp cô ấy không biết phản xạ này từ đâu mà ra, nhưng cơ thể rõ ràng phản ứng nhanh hơn não bộ. Cô ấy nhìn chăm chú vào người đàn ông trẻ tóc đen đang từ từ quay lại. Hắn gọi mình là đặc vụ cấp 3. Vậy có nghĩa là, hắn là cấp trên của mình, hắn sẽ ra lệnh gì đây, chỉ thấy, ngược sáng từ cửa, người đàn ông trẻ tóc đen quay đầu lại, đôi mắt đen nửa khép, giết hắn ta. Lời ngắn gọn, giọng điệu bình thản nhưng không thể nghi ngờ cô bé mắt xanh bước tới, nắm chặt roi thép, xé toạc tấm bản nhôm hợp kim bên cạnh khoang ngủ đông, thân hình nhanh nhẹn như báo săn. Một bước vọt, đầu quản đốc rơi xuống. Quay hai vòng trong không trung rồi lăn lóc đến chân đại kiểm miêu. Hắn ta lập tức muốn hét lên. Nhưng nhớ lại lời dặn của Lâm Huyền, hắn ta cố nhịn. Sau đó tiếp tục giữ vẻ mặt khó chịu, như thể cả thế giới đang nợ hắn ta 5 triệu, nhìn thẳng về phía trước như một con robot cô bé mắt xanh quay lại. Phải bỏ máu trên tấm bản nhôm hợp kim, nhìn vào người đàn ông trẻ đứng đầu, chờ lệnh tiếp theo. Nhưng, người đàn ông đó vẫn thản nhiên như không thấy gì, đi thẳng qua cô ấy, cúi xuống lấy khẩu súng từ sát quản đốc không đầu. Kiểm tra băng đạn, đếm đạn, đẩy vào, mở khóa an toàn, lên đạn. Tất cả động tác liền mạch. Sau đó hắn nhặt dao từ thắt lưng quản đốc, đứng dậy, tiếp tục bước về phía ánh sáng, dẫn theo hai người thuộc hạ rách rưới nhưng rất kiêu ngạo phía sau đợi đợi đã cô bé mắt xanh vẫn còn mơ hồ não bộ hoàn toàn không thể phản ứng kịp vừa mới tỉnh dậy chưa đầy nửa phút đã trải qua nhiều chuyện như vậy nhưng lại không biết gì về tình huống cơ bản trong khi người đàn ông trẻ rõ ràng biết tất cả về cô ấy lại hoàn toàn không để ý đến việc cô ấy mất trí nhớ chỉ tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ ít nhất cũng phải cho cô ấy biết nhiệm vụ là gì chứ vì vậy cô ấy lại chạy nhanh lên xin hỏi cao văn giơ tay ngăn cô ấy lại trầm giọng nói đây là lâm trưởng quan đại kiểm mưu chỉ vào gương mặt đầy thịt của mình tôi là đại kiểm phó tướng cao văn không biểu lộ cảm xúc đá nhẹ đại kiểm mưu một cái ra hiệu hắn ta đừng nói nhiều cô bé mắt xanh đầy kính trọng nhìn lâm huyền lâm trưởng quan xin hỏi nhiệm vụ của tôi là gì Lâm Huyền đưa con dao trong tay cho cô bé mắt xanh, nhìn vào đồng hồ trên cổ tay, vừa đúng. 4 giờ chiều, đi theo tôi. Cứ như vậy. Một cách mơ hồ. Đi phía trước ba người, Lâm Huyền thầm thở vào nhẹ nhõm trong lòng. Quả nhiên, lợi dụng tình trạng mất trí nhớ của cô bé mắt xanh và phản ứng chưa kịp, một loạt thông tin dồn dập và chiến thuật muốn bắt phải thả, đã rất hiệu quả. Đó chính là tâm lý đám đông cô bé mắt xanh nhìn ba người bọn họ như thể biết mọi thứ và rất đồng nhất nên sẽ bản năng gia nhập và tiếp cận hơn nữa lâm huyền đã tạo dựng hình tượng cơ bản rất tốt bây giờ trong mắt cô bé mắt xanh dù nhiều chuyện vẫn chưa rõ ràng nhưng lâm huyền rõ ràng đã trở thành lâm trưởng quan không thể nghi ngờ có lẽ không cần một ngày khi cô bé mắt xanh tỉnh táo lại và tinh thần ổn định hơn chắc chắn sẽ phát hiện ra những lỗ hổng và điểm không hợp lý trên người lâm huyền nhưng ai sẽ đợi đến một ngày sau, tính toán kỹ, thế giới này chỉ còn 8 tiếng nữa là bị hủy diệt. Lâm Huyền vốn không có ý định lừa dối cô bé mắt xanh lâu, chỉ cần qua được 8 tiếng này là đủ. Thấy chiếc xe đó không? Lâm Huyền cùng ba người nấp sau đống đất, chỉ vào chiếc xe bọc thép đang chạy xuống dốc phía trước, đó là mục tiêu của chúng ta. Cô bé mắt xanh có thị lực rất tốt, lập tức khóa mục tiêu vào chiếc xe bọc thép đang lao nhanh tới, gật đầu, thấy rồi lâm trưởng quan tôi cần làm gì lâm huyền nâng khẩu súng lên chiếc xe bọc thép đó sẽ đi qua trước mặt chúng ta đại kiểm mưu sẽ cố ý làm sai để thu hút sự chú ý của chúng khiến chúng dừng lại việc của cô là nhanh chóng xé toạc cửa xe khống chế những người bên trong tất nhiên tôi sẽ hỗ trợ cô khi cô xé toạc cửa xe tôi sẽ dùng súng bắn chết hai kẻ địch bên trong sau đó chúng ta sẽ chiếm lấy chiếc xe bọc thép này tiến tới mục tiêu tiếp theo rõ. Bản năng phục tùng trong cô bé mắt xanh lập tức đáp lại. Sau đó, đại kiểm miêu vào vị trí, đứng trên con đường mà xe bọc thép phải đi qua, giả vờ lười biếng. Chiếc xe bọc thép phanh lại. Hai người công nhân vũ trang trên xe vừa định chửi rủa. Trắc, tấm thép dày của cửa xe bị xé toạc bằng tay trần, cánh cửa ở ghế phụ bị cô bé mắt xanh kéo mạnh, vứt sang một bên. Hai người công nhân ngây người chưa kịp phản ứng bằng bằng liên tiếp tiếng súng vang lên chúng ngay lập tức bị tiễn về cõi chết trên trán mỗi người nổ tung một lỗ lớn kinh hoàng ngoài cửa xe khẩu súng trong tay lâm huyền vẫn còn bốc khói đại kiểm mưu cao văn và cô bé mắt xanh đều không giấu nổi sự kinh ngạc nhanh quá nhanh và quá chính xác không ai nhìn thấy động tác rút súng của lâm trưởng quang thậm chí không cần ngắm như thể vừa rút súng đã bắn ngay đúng là một đòn tấn công chính xác Lâm Trưởng Quang. Không hổ danh là Lâm Trưởng Quang. Lôi bọn chúng xuống xe, thu hết vũ khí. Lâm Huyền nhìn những giám sát viên đang lao tới từ xa, lập tức ra lệnh tiếp theo. Cô bé mắt xanh nhanh nhẹn kéo hai người công nhân đã chết xuống xe, sau đó Cao Văn và Đại Kiểm Miêu vội vàng thu hồi súng và dao của chúng, nhanh chóng ngồi lên xe bọc thép. Trong bốn người, chỉ có Lâm Huyền biết lái xe. Tất nhiên là hắn ngồi ở vị trí lái chính cao văn và cô bé mắt xanh chen chút ở ghế sau đại kiểm mưu thân hình mập mạp ngồi ở ghế phụ bên cạnh lâm huyền trời ạ bên này không có cửa đại kiểm mưu kêu la tôi sẽ bị rơi ra ngoài mất đeo dây an toàn vào làm gì có dây an toàn đại kiểm mưu hai tay trống trơn không tìm thấy gì cả cái gì gọi là dây an toàn lâm huyền nhìn xung quanh quả thực chiếc xe này không có dây an toàn có vẻ thiết kế của những bộ lạc hoang dã này vẫn còn rất thô sơ và bạo lực. nhưng lúc này không có thời gian để bận tâm đến đại kiểm mưu. dựa vào hiểu biết về cấu tạo của xe, lâm huyền nhanh chóng khởi động xe và làm quen với cách vận hành. đây là một chiếc xe điện sử dụng pin hạt nhân, không có động cơ đốt trong, không có hộp số, không có cần số. điều này cũng dễ hiểu. với trình độ công nghiệp của thế giới này chắc chắn họ không thể chế tạo động cơ hay tinh chế dầu mỏ nhưng ngược lại pin hạt nhân vi mô có ở khắp nơi và họ có thể đào được những sản phẩm lớn chuyên dùng cho ô tô động cơ điện thì nguyên lý thực sự đơn giản hơn nhiều nhưng cũng không phải là thứ mà bộ lạc sơn miêu lạc hậu có thể làm được có thể tưởng tượng rằng chiếc xe bọc thép này giống như súng của họ cũng là chiến lợi phẩm thu được trong các trận chiến có lẽ đến từ những bộ lạc có tu riêng trước đây qua các cuộc trò chuyện với cao văn và đại kiểm miêu lâm huyền đã hiểu rằng bộ lạc sơn miêu lạc hậu như vậy nhưng có thể chiến đấu ngang ngửa với những bộ lạc có tu riêng là nhờ vào lợi thế dân số lớn bản thân bộ lạc sơn miêu đã có dân số đông thêm vào đó là lượng lớn nô lệ từ các công trường khai thác khi đánh nhau họ sử dụng chiến thuật biển người trong giai đoạn hiện tại khi công nghệ đối phương cũng chưa phát triển vẫn có thể đánh ngang ngửa, có qua có lại. Tự nhiên, họ cũng có thể thu được một số chiến lợi phẩm. Lâm Huyền. Phía trước có kẻ địch. Lâm Huyền lái xe bọc thép lao nhanh, đám giám sát phía sau đã bị bỏ xa, chỉ còn có thể bắn loạn xạ trong tức giận, nhưng tất cả đạn đều bị chặn lại bởi xe bọc thép. Ở phía trước, lại có một chiếc xe bọc thép khác dẫn đầu một nhóm giám sát vũ trang tiến đến chặn đường. Diêm Kiều Kiều lâm huyền hét lên phía ghế sau rõ cô bé mắt xanh hiểu ngay ý của lâm huyền lập tức nhảy ra khỏi cửa sổ xe tăng tốc độ tối đa tiếp cận chiếc xe bọc thép từ bên cạnh lâm huyền đã đổi tay trái cầm súng nhắm vào những giám sát bên ngoài cửa sổ bằng 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 đạn không trượt phát nào mỗi phát đều trúng mục tiêu giúp cô bé mắt xanh mở đường cô bé mắt xanh là kẻ hủy diệt với cơ thể đã được tăng cường không bao giờ khiến người khác thất vọng, một lần nữa xé toạc cửa xe, dùng cửa xe làm khiên chống đạn chặn lại làn đạn đầu tiên từ kẻ địch. Cao Văn, đưa súng cho tôi. Súng của Lâm Huyền đã bắn hết đạn, hắn ném súng đi, nhận khẩu súng dự phòng từ Cao Văn. Sau đó một cú xoay ngang và trượt bánh ship. Đại kiểm miêu hét lên, không giữ vững được, bị văng ra khỏi ghế phụ không có cửa. Biến thành một quả bóng thịt lăn lóc. Lâm Huyền lợi dụng cú trượt tìm được góc bắn, bắn liền bốn phát vào chiếc xe bọc thép lướt qua, tằng 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 tằng, hai viên đạn trúng đích, xuyên qua cửa xe bắn vào đầu lái xe, chiếc xe bọc thép mất lái, rơi xuống hố sâu. Lâm Huyền lập tức xoay vô lăng, lái xe về phía Đại Kiểm Miêu, ra hiệu cho cô bé mắt xanh bên ngoài cửa sổ, cứu Đại Kiểm Miêu. Lên xe nhanh. Cô bé mắt xanh nhanh nhẹn, chạy nhanh như báo săn, tốc độ bứt phá còn nhanh hơn xe bọc thép chỉ trong chớp mắt một làn khói vàng bốc lên cô bé mắt xanh đã chạy đến bên đại kiểm mưu nắm lấy tay hắn ta ném về phía xe bọc thép lâm huyền và cô bé mắt xanh phối hợp hoàn hảo giống như chơi bóng bàn một người ném một người đón chính xác đưa đại kiểm mưu vào ghế phụ không có cửa sau đó cô bé mắt xanh nhanh tay bám vào bên xe lật người vào ghế sau đến đây tất cả đã tập hợp đầy đủ và Lâm Huyền cũng thành thạo lái chiếc xe bọc thép thoát khỏi vòng vây, rời khỏi lãnh địa bộ lạc Sơn Miêu, tiến vào vùng hoang dã tự do và rộng lớn. Hu uh hu! Đại kiểm Miêu ngửi thấy mùi tự do trong không khí, hét lên một tiếng, quay lại, lần lượt đập tay với ba người, chúng ta thật là tuyệt vời. Sau đó cười lớn, xoa xoa tay, quay sang nhìn Lâm Huyền đang nắm chặt vô lăng tìm phương hướng về phía bắc, cậu em, tiếp theo chúng ta đi đâu? Bốp! đại kiểm miêu bị cao văn tác vào gáy vô lễ phải gọi là lâm trưởng quan chúng ta sẽ đến bộ lạc gấu xám lâm huyền đạp mạnh ga ánh mắt nhìn thẳng về phía bắc bước thứ hai của kế hoạch đến gặp người bạn cũ của tôi tu riêng bộ lạc gấu xám nằm ở phía bắc trực tiếp của bộ lạc sơn miêu nhưng cụ thể ở đâu cách bao xa hướng về phía bắc bao xa không ai trên chiếc xe bọc thép này biết rõ lâm huyền là người mới đến cô bé mắt xanh mới tỉnh dậy một giờ trước chỉ có đại kiểm miêu và cao văn trong lúc đào đất dưới hố sâu nghe được rằng bộ lạc gấu xám nằm ở phía bắc của bộ lạc sơn miêu ngoài ra họ cũng không biết gì thêm chúng ta đã quên giữ lại một tên làm con tin rồi lâm huyền nhìn quanh vùng hoang dã bao la tứ phía cảm thấy hối hận bây giờ không có bản đồ không có biển báo và đường xá chỉ với thông tin là hướng bắc chúng ta không thể tìm thấy vị trí của bộ lạc gấu xám vừa rồi chỉ lo tiêu diệt đám giám sát và công nhân thật ra nên giữ lại một tên sống sót chúng thường xuyên đánh nhau với bộ lạc gấu xám chắc chắn biết vị trí cụ thể của bộ lạc gấu xám quả nhiên chiến đấu và cuộc sống đều cần có kinh nghiệm giờ nghĩ lại mới thấy giết nhanh để làm gì không quen biết địa hình giữ lại một con tin còn tốt hơn bất cứ thứ gì đúng là thiếu kinh nghiệm chiến đấu trong thời kỳ tận thế không biết tầm quan trọng của con tin không còn cách nào khác chỉ có thể nghĩ ra cách khác hắn quay đầu nhìn vào cao văn đang ngồi cùng cô bé mắt xanh ở ghế sau anh nhớ nhiều hơn đại kiểm miêu bình thường nghe được nhiều thứ hơn ngoài thông tin bộ lạc gấu xám nằm ở phía bắc của bộ lạc sơn miêu anh còn biết thêm điều gì về bộ lạc gấu xám không chúng ta cứ lái xe về phía bắc một cách vô định như vậy không phải là cách hay khái niệm hướng bắc rất rộng có thể lái cả đêm cũng không tìm được vị trí của bộ lạc gấu xám hãy nói tất cả những gì anh biết về bộ lạc gấu xám chúng ta cùng nhau suy nghĩ xem có thể tìm ra manh mối gì không cao văn gật đầu bắt đầu kể chi tiết tất cả thông tin tôi biết đều nghe lõm được từ cuộc trò chuyện của những giám sát và công nhân họ nói rằng bộ lạc gấu xám ban đầu chỉ là một bộ lạc nhỏ sống dựa vào núi cư trú ở chân núi sau đó một bộ lạc lớn hơn tấn công đẩy họ phải rời đi nên họ mới đến vị trí hiện tại lập căn cứ bên bờ một con sông lớn bắt đầu làm nông và đánh bắt cá để sinh sống nhưng bộ lạc đến từ núi không biết rủi ro của việc sống cạnh con sông lớn dòng nước rất xiết thường xuyên gây lũ lụt nhấn chìm bờ đê xung quanh bộ lạc gấu xám gặp rất nhiều trận lũ lụt sau đó, vài năm trước, lòng sông bị sói mòn lâu dài làm sạt lở, người của bộ lạc gấu xám đào xuống và phát hiện ra một công trình ngầm, mở ra mới biết đó là một phòng máy được xây dựng từ vài trăm năm trước. Thiết bị trong phòng máy còn rất nguyên vẹn, trông như được xây dựng để bảo quản lâu dài, trong đó có một máy tính biết nói, biết suy nghĩ, giống hệt con người. Nó có tên là Tu Riêng. Bộ lạc Sơn Miêu biết về sự tồn tại của Tu Riêng qua trận chiến với bộ lạc gấu xám nên mới muốn đào tìm tu riêng của riêng mình thực tế nhiều bộ lạc trên thế giới cũng có máy tính tu riêng bộ lạc nhiếm ở phía đông cũng vậy họ đã tìm ra máy tính tu riêng từ rất sớm nên bộ lạc nhiếm phát triển hơn một chút nhưng bộ lạc nhiếm chủ yếu giao chiến với các bộ lạc ở phía đông xa hơn không chú ý đến bộ lạc sơn miêu và bộ lạc gấu xám tôi tiếp tục kể về bộ lạc gấu xám sau khi bộ lạc gấu xám tìm thấy máy tính tu riêng họ tôn thờ như thần linh Tu riêng dạy họ xây đê thay đổi dòng sông sử dụng và làm sạch nguồn nước tu riêng đã dạy bộ lạc gấu xám rất nhiều thứ sau nông nghiệp là chăn nuôi sau đó là công nghiệp bộ lạc gấu xám đã phát triển nhanh chóng dưới sự hướng dẫn của tu riêng những thứ như súng xe bọc thép này đều là chiến lợi phẩm mà bộ lạc sơn miêu cướp được từ bộ lạc gấu xám nếu không có lợi thế dân số gấp 10 lần bộ lạc sơn miêu không thể đỏ sức được với bộ lạc gấu xám nghĩ theo cách khác với dân số ít hơn 10 lần, bộ lạc gấu xám vẫn có thể đấu lại với bộ lạc sơn miêu, điều đó đủ chứng minh trình độ công nghệ của họ phát triển đến mức nào. Nếu có thêm 2-3 năm phát triển, họ chắc chắn có thể đánh bại bộ lạc sơn miêu. Cao Văn Quả không hổ danh là, tai thính, thân là một nô lệ lao động nhưng lại nghe ngóng được nhiều tin tức như một quân sư nằm vùng. So với hắn ta, Lâm Huyền Liết nhìn đại kiểm miêu, ánh mắt đầy sự tiếc nuối và giận dữ. Đại kiểm miêu lập tức cảm nhận được ánh mắt này. Nhăn mày, gì vậy? Sao vậy Lâm trưởng quan? Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy? Lâm huyền thở dài nhẹ. Quay đầu lại tiếp tục nhìn về phía trước lái xe, tôi chỉ cảm thán rằng sự chênh lệch giữa người với người thật lớn. Cao văn đại ca đào đất 3 năm mà đã nắm rõ tình hình chính trị và quân sự của các bộ lạc xung quanh, còn hơn cả quân sư của bộ lạc. Còn anh, đại kiểm phó tướng, anh đã đào đất ở đây cả chục năm, mà hỏi anh bao nhiêu câu, anh đều không biết. Tại sao mọi người cùng đào đất ở một công trường, mà khoảng cách giữa nhau lại lớn như vậy? Hừ. Đại Kiểm Miêu không thèm để ý, hắn ta khịt mũi một tiếng, có bao nhiêu người giống như kẻ xui xẻo ấy chứ. Mỗi ngày đều dựng tai nghe đông nghe tây. Đó là do hắn ta may mắn mới sống được đến bây giờ. Tiểu đệ của tôi, A Tráng, cũng giống như hắn ta không có việc gì thì thích nghe lén người khác nói chuyện kết quả bị công nhân đánh chết nhị trụ tử cũng vậy không có việc gì thì lén nhìn vợ của quản đốc bị quản đốc cắt nhỏ cho chó ăn tam bàn cũng thế khi quản đốc dạy dỗ nhị trụ tử cậu ta đột nhiên nói tôi nghĩ không ổn rồi cũng bị cho chó ăn điều này cho thấy gì điều này cho thấy cách sống sót ở công trường đào đất là ít nghe ít nhìn ít nói trừ khi cậu muốn chết sớm nếu không thì đừng nhiều chuyện như vậy. Nghe đại kỷ miêu biện hộ. Lâm Huyền cũng phải mặc niệm hai giây cho ba tiểu đệ, hy vọng ở thế giới tiếp theo họ sẽ có một kết cục tốt. Hắn tiếp tục nghiền ngẫm những gì Cao Văn vừa kể. Bộ lạc gấu xám từ một bộ lạc nhỏ bé, thậm chí còn bị dòng sông lũ quấy rối, nhờ tìm thấy máy tính tu riêng mà trở thành một thế lực siêu cường. Thật là chứng minh câu nói, kiến thức là sức mạnh. Nhưng, người trong giấc mơ thứ sáu này thật sự rất hiếu chiến. Bộ lạc nào có máy tính tu riêng, một bộ lạc đều phải đánh nhau đến chết mới thôi. Không. Lâm Huyền lắc đầu. Thực ra, thế giới này bạo lực và hỗn loạn không phải do con người, mà là vì có vô số máy tính tu riêng đằng sau thúc đẩy, bản chất của tu riêng, chính là bản chất của Kevin Walker, Lâm Huyền đã từng gặp. Tính cách của hắn ta, đấu đá nội bộ và tự phủ nhận là điều tất yếu, giống như hàng ngàn máy tính tu riêng trên trái đất trong giấc mơ thứ sáu. Chúng không ai phục ai, ai cũng nghĩ đối phương là thừa thải, phải tiêu diệt tất cả tu riêng khác để trở thành duy nhất. Vì thế, hiện tại mọi góc trên trái đất mới luôn có chiến tranh, dân chúng không yên. Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Lâm Huyền thốt lên một câu. Tiếp tục suy nghĩ về vị trí của bộ lạc gấu xám hắn vẫn trích xuất được một số thông tin quan trọng từ lời nói của Cao Văn, cư trú ven sông, lũ lụt, vỡ đê, lòng sông sói mòn, thay đổi dòng sông. Sông, đây là một manh mối quan trọng. Nghĩa là đại bản doanh của bộ lạc gấu xám nên được xây dựng ở hạ lưu của một con sông, và con sông này có dòng chảy rất lớn, thường xuyên xảy ra lũ lụt và vỡ đê. Đặc điểm địa chất của những con sông lớn và dãy núi khác với các công trình nhân tạo, chúng đã tồn tại hàng triệu năm trên trái đất. Vài trăm năm chỉ là một khoảnh khắc đối với chúng, rất có thể không có sự thay đổi nào. Sông Hoàng Hà, dòng sông mẹ của Long Quốc, đã tồn tại ít nhất hàng trăm ngàn năm. Sông Dương Tử, con sông dài nhất của Long Quốc, theo ghi chép đã tồn tại hàng trăm triệu năm. Vì thế, dòng sông của năm 2624 vào năm 2024 cũng vẫn tồn tại. Đây là vị trí cũ của Đông Hải. Vậy thì kết hợp những manh mối này lại. Con sông bên cạnh bộ lạc gấu xám, khả năng lớn nhất là sông Hoàng Phổ, sông Hoàng Phổ, nhánh cuối cùng của sông Dương Tử trước khi đổ ra biển, có dòng chảy mạnh, lũ lụt là chuyện thường xảy ra, rất phù hợp với mô tả của Cao Văn. Hiểu được rằng bộ lạc gấu xám nằm bên cạnh sông Hoàng Phổ, vị trí địa lý trở nên rõ ràng hơn nhiều. Lâm Huyền quay vô lăng sang trái, Lái xe về phía một ngọn đồi đất cao trăm mét, chúng ta sẽ đến ngọn đồi đó trước, tìm vị trí của sông Hoàng Phổ. Chỉ cần tìm thấy con sông này, rồi đi dọc theo dòng sông về phía bắc, sớm muộn cũng sẽ tìm thấy bộ lạc gấu xám Suy nghĩ trở nên rõ ràng ngay lập tức. Wow! Cậu em thật thông minh. Đại kiểm mưu vỗ mạnh vào vai Lâm Huyền. Tuy nhiên, hắn ta lập tức cảm nhận được ánh mắt cảnh giác của Cao Văn, khụ khụ. Hắn ta ho khan hai tiếng, xoa xoa vai Lâm Huyền, tôi muốn nói là, Lâm Trưởng Quan, cậu thật tuyệt vời. Nhìn xa từ trên cao, họ nhanh chóng thấy được dòng chảy của sông Hoàng Phổ. Lâm Huyền không khỏi cảm thán. Con người trước tự nhiên, thực sự chỉ là hạt cát trong biển cả. Bất kể nền văn minh của con người thay đổi ra sao, phát triển cũng được, diệt vong cũng chẳng sao vài trăm năm hay vài nghìn năm chỉ là một cái chợp mắt của tự nhiên dù con người có chiến đấu sống chết với nhau hoàng hà vẫn là hoàng hà trường giang vẫn là trường giang núi cao vẫn ở đó người lĩnh nam đã không còn đôi khi nghĩ lại thực sự là có đáng không tìm được vị trí của sông hoàng phổ mọi việc trở nên đơn giản hơn nhiều đi dọc theo dòng sông về phía bắc chắc chắn sẽ tìm thấy bộ lạc gấu xám ở đằng kia. Cô bé mắt xanh vốn im lặng suốt quãng đường, đột nhiên giơ cánh tay, chỉ về phía xa dưới ánh hoàng hôn, nơi có một vệt đỏ rực. Lâm Huyền, Cao Văn, Đại Kiểm Miêu nheo mắt nhìn, cũng không thấy có gì khác thường. Có gì ở đó? Cao Văn chủ động hỏi. Hắn ta hiểu rõ. Bây giờ cô bé mắt xanh đồng ý mạo hiểm cùng họ, hoàn toàn vì Lâm Huyền đã xây dựng hình tượng rất tốt, khiến cô bé tin tưởng do đó có bất kỳ câu hỏi gì tuyệt đối không để lâm huyền hỏi một khi lâm huyền mở miệng hỏi điều đó chắc chắn sẽ khiến cô bé nghi ngờ vì vậy để duy trì uy tín của lâm huyền chỉ cần có câu hỏi cần hỏi anh ấy sẽ chủ động hỏi thay cho lâm huyền chắc hẳn đó là bộ lạc gấu xám mà các người nói đến cô bé mắt xanh nheo mắt tiếp tục nhìn về phía xa tôi có thể thấy ở đó ven sông có một khu thị trấn lưa thưa dù không có nhiều người nhưng có nhiều thiết bị và công trình rất phù hợp với mô tả của các người về bộ lạc gấu xám hơn nữa tuy tôi không thấy rõ người trong đó đang làm gì nhưng trong thị trấn có nhiều chiếc xe giống như xe bọc thép của các người lâm huyền gật đầu vị trí đặc điểm hình dáng xe đều rất phù hợp rất có thể đó chính là bộ lạc gấu xám mà chúng ta đang tìm tiếp tục lên đường thôi một lệnh được ban ra mọi người lại lên xe theo sự chỉ dẫn của cô bé mắt xanh họ đã đại khái biết vị trí của bộ lạc gấu xám sau đó cách khoảng một cây số họ tìm thấy một ngọn đồi xanh tươi lâm huyền đổ xe bọc thép dưới chân đồi rồi dẫn mọi người leo lên đồi từ trên cao nhìn xuống thị trấn của bộ lạc gấu xám lúc này mặt trời đã hoàn toàn lặn mặt trăng còn chưa kịp mọc từ phía đông mặt đất chìm trong bóng tối trước khi ánh trăng chiếu rọi trong lãnh địa của bộ lạc gấu xám nhà nhà đều thắp đèn và tất cả đều là đèn vàng sáng chói. dù sao thì trong thế giới này tài nguyên pin là vô tận dưới lòng đất chôn đầy những viên tinh, vì vậy đối với một bộ lạc có thể chế tạo xe bọc thép điện nhiều thiết bị gia dụng có lẽ đã được chinh phục chỉ là những thiết bị gia dụng cao cấp như tivi máy tính vẫn chưa thể sản xuất được bên ngoài lãnh địa có ba bốn đội tuần tra lớn nhỏ đội tuần tra phần lớn không mấy nghiêm túc họ chỉ đi loanh quanh cười đùa có lẽ họ cũng rất rõ ràng, không ai dám xâm nhập bộ lạc gấu xám, không ai có gan đó. Vòng tuần tra ngoài cùng là một chiếc xe bọc thép, giống hệt với chiếc xe họ đang lái. Rõ ràng, bộ lạc gấu xám mới là nhà sản xuất của loại xe này, hôm nay cuối cùng cũng được thấy phiên bản gốc. Ừm, Lâm Huyền chống cầm suy nghĩ, nếu chúng ta muốn thâm nhập vào lãnh địa của bộ lạc gấu xám, chắc chắn cần phải cải trang, Bộ dạng của các anh hiện giờ thật sự quá kỳ lạ. Bản thân hắn thì không sao. Áo ngắn tay, quần dài, đồng hồ thông minh, đó là bộ trang phục mà hắn luôn mặc khi vào giấc mơ. Bất kể thời đại nào, đây đều là trang phục cơ bản, không có vấn đề gì khi hòa nhập vào môi trường. Nhưng nhìn lại Đại Kiểm Miêu và Cao Văn. Họ mặc như không mặc, chỉ có một miếng vải rách quấn quanh eo, đơn giản thô lỗ kiểu ăn mặc như những người đàn ông trần truồng này nếu thâm nhập mà không bị phát hiện thì thật kỳ lạ tương tự trang phục của cô bé mắt xanh cũng không tốt hơn là bao bộ đồ bó trắng chuyên dùng cho việc ngủ đông mặt trên người cô bé đã tôn lên dáng người quyến rũ vốn có của cô bé nhìn thì đẹp nhưng để thâm nhập cần phải kín đáo và tránh thu hút sự chú ý giống như cc một chuyên gia trong nghề luôn mặc bộ đồ bó đen gọn gàng và linh hoạt tóm lại cần phải thay đồ cho ba người các anh. Và chúng ta cũng cần thay đổi phương tiện, tốt nhất là có thể chiếm được một chiếc xe tuần tra thuộc về bộ lạc gấu xám, sau đó ung dung lái thẳng vào cổng chính của bộ lạc, càng tự nhiên thì càng ít có nguy cơ bị lộ. Lâm Huyền nói, chỉ vào đám người đang đi lại phía dưới, Cao Văn, anh giỏi toán, hãy giúp tôi tính toán quy luật, thời gian gặp nhau và khoảng thời gian mù của các đội tuần tra này. Chỉ cần nắm bắt được quy luật chúng ta có thể lợi dụng khoảng thời gian mù để khống chế họ, sau đó thay đổi quần áo và xe cộ, rồi tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch. Cao Văn, là phó tướng tốt nhất, bộ não mạnh mẽ nhất, tất nhiên hiểu ngay ý của Lâm Huyền, bắt đầu quan sát và tính toán các đội tuần tra. Còn Đại Kiểm Miêu, hắn ta nhìn vào Lâm Huyền với những suy nghĩ và quyết định rõ ràng, tháng phục không ngớt, Lâm trưởng quan. Cậu thật sự là một thiên tài hắn ta luôn thẳng thắn nghĩ gì nói đó những chiến thuật và suy nghĩ của cậu thật quá tuyệt vời từ việc phán đoán vị trí bộ lạc qua dòng sông rồi đến việc tính toán khoảng thời gian mù của giám sát trên ngọn đồi đất này cuối cùng là thay đổi quần áo xe cộ để thâm nhập quá mượt mà cậu học những điều này ở đâu vậy lâm huyền cười nhẹ đang định nói đó là kỹ năng cơ bản thôi mà nhưng rồi lại ngẩn ra hắn chợt nhận ra đây không phải là kỹ năng cơ bản gì cả ban đầu hắn làm sao có thể biết những chiến thuật này dù trong giấc mơ đầu tiên hắn có hành động tùy tiện đến đâu cũng chưa bao giờ nói về chiến thuật luôn vui vẻ không lo nghĩ đợi cảnh sát đến đưa ra khỏi giấc mơ còn về những thứ như chiến thuật bao gồm cả những lưu ý khi thâm nhập cũng như việc tính toán khoảng thời gian mù của giám sát những điều này, đây không phải là những điều mà Đại Kiểm Miêu đã từng dạy mình trong giấc mơ sao. Lâm Huyền hít một hơi sâu. Trong giấc mơ đầu tiên, Đại Kiểm Miêu dù không dạy những điều hữu ích, nhưng cũng như một buổi hướng dẫn tân binh, giúp hắn làm quen với quy trình cướp ngân hàng. Từ giấc mơ thứ hai trở đi, Đại Kiểm Miêu đã chuyển sang vai trò, huấn luyện viên, người hướng dẫn, chính hắn ta đã đứng trên đồi đất ngoài thành phố Đông Hải mới, dạy hắn đứng trên cao quan sát và lập chiến thuật chính hắn ta tại nhà máy xử lý rác đã chỉ cho hắn cách tính toán đường đi của máy bay không người lái và khoảng thời gian mù, còn cẩn thận kiểm tra nhiều lần để đảm bảo an toàn. Cho đến giấc mơ thứ ba, dạy hắn nhảy dù, trong giấc mơ thứ năm, với tư cách là trưởng làng, hướng dẫn hắn cách đưa ra quyết định, cách lựa chọn và từ bỏ. Lâm Huyền bỗng chợt nhận ra. Tất cả những điều này, thực ra đều là kết quả của sự giáo dục và chỉ dẫn từ đại kiểm miêu, chỉ là trong giấc mơ thứ sáu, Đại Kiểm Miêu có phần yếu kém, nhưng Đại Kiểm Miêu vẫn luôn là Đại Kiểm Miêu. Lâm Huyền mỉm cười, vỗ nhẹ vào cánh tay vạm vỡ của Đại Kiểm Miêu, những kiến thức này chẳng phải là do anh dạy tôi sao? Là tôi. Đại Kiểm Miêu chỉ vào khuôn mặt đầy thịt của mình như một biểu tượng cảm xúc, cậu đùa đấy à, tôi lấy đâu ra thời gian để dạy cậu mấy thứ này. Lâm Huyền chỉ cười, không nói gì thêm. Nói ra thì đại kiểm mưu nhân vật npc trong giấc mơ này thật sự kiên cường một cách kỳ lạ dù là cc với tư cách là một thiên niên trụ cũng không phải giấc mơ nào cũng gặp được giống như hiện tại trong giấc mơ thứ sáu này hắn hoàn toàn không biết cc ở đâu cũng không chắc chắn liệu có gặp lại cc trong giấc mơ này không nhưng đại kiểm mưu thật sự càng ngày càng quá đáng trước đây mình còn phải bỏ ra chút công sức chạy vài bước chủ động tìm kiếm đại kiểm miêu. Trong giấc mơ lần này, đại kiểm miêu ngay lập tức xuất hiện bên cạnh điểm xuất phát, vừa vào giấc mơ đã có thể thấy hắn ta đang đào đất hoặc bị đánh bằng roi. Thật thú vị! Cùng với sự thay đổi của giấc mơ, khoảng cách đến kết sắt ngày càng xa, nhưng khoảng cách đến đại kiểm mưu lại ngày càng gần. Nếu theo xu hướng này, đến giấc mơ thứ bảy, nếu đại kiểm miêu và điểm xuất phát của hắn chồng chéo nhau, Lâm Huyền cũng không thấy lạ. Có thể vừa vào giấc mơ đã chạm mặt đại kiểm miêu. Trùng mình. Trở về thực tại từ dòng suy nghĩ. Đại kiểm miêu và Cao Văn đang cởi trần, mặc quần đùi rách nát nằm trên đống đất, bắt đầu tìm hiểu quy luật tuần tra của đội quân ngoài rìa của bộ lạc gấu xám. Lâm Huyền quay lại. Phát hiện cô bé mắt xanh đang chớp đôi mắt xanh sáng rực trong đêm, nhìn mình với vẻ nghiêm túc và im lặng. Có chuyện gì sao? lâm huyền bình tĩnh hỏi lâm trưởng quan cô bé mắt xanh nhìn hắn với vẻ nghiêm trang và đứng thẳng xin hỏi liệu bây giờ tôi có thể biết về quá khứ của mình cũng như danh tính thực sự của tôi không hiện tại ngoài cái tên diêm kiều kiều tôi vẫn không biết mình là ai không biết mình đã làm gì cũng không biết mục đích cụ thể của cuộc đời mình quả nhiên lâm huyền nhìn vào cô bé mắt xanh theo thời gian cô bé mắt xanh sẽ ngày càng thông minh đầu óc ngày càng tỉnh táo, tự nhiên sẽ càng muốn biết sự thật. Giấu mãi cũng không được, chắc chắn sẽ gây ra nghi ngờ. Nhưng nói càng nhiều, thì càng dễ lộ tẩy. Vì vậy, nói nửa thật nửa giả, lặp lại những gì cô ấy đã từng nói. Cục Cảnh sát thời không, điều tra viên cấp 3, Diêm Kiều Kiều, cô hãy nghe đây. Lâm Huyền nghiêm túc nhìn cô gái đang dần đứng thẳng, cô đến từ cục cảnh sát thời không của đường dây thế giới không? 000 000 để thực hiện một nhiệm vụ bí mật trong quá khứ xa xôi nhưng nhiệm vụ đó gặp sự cố nên thay vì có thể trở về tương lai ngay lập tức cô chỉ có thể dùng phương pháp ngủ đông tạm thời để trở về chỉ tiếc là đường dây thế giới đã thay đổi tương lai ban đầu của cô cũng không còn nữa đồng nghiệp của cô đơn vị của cô bạn bè của cô quê hương của cô đều không còn thế giới tồi tệ này chính là những gì cô thấy lạc hậu và bạo lực. Vì vậy, với tư cách là một trong số ít cán bộ còn sót lại của cục cảnh sát thời không, chúng ta có trách nhiệm cứu thế giới, cứu thời không, cố gắng đưa lịch sử và tương lai trở lại đúng quỹ đạo ban đầu, mang lại sự tốt đẹp và hạnh phúc cho trái đất, đó là mục đích và trách nhiệm của chúng ta. Chỉ là bây giờ nhiệm vụ của chúng ta rất cấp bách, không có thời gian để nói nhiều, mong cô hãy đặt những thắc mắc và hiểu lầm sang một bên, tập trung vào nhiệm vụ hiện tại đặt việc thực hiện nhiệm vụ lên hàng đầu. Lời của Lâm Huyền tuyên bố lung tung. Nhưng đối với cô bé mắt xanh đang mất trí nhớ và đầu óc trống rỗng, càng những điều khó hiểu, khó nắm bắt, lại càng có thể kiểm soát cô ấy lâu hơn. Bất kỳ lời nói dối nào cũng không thể chịu nổi sự suy nghĩ kỹ càng, một khi suy nghĩ sẽ lộ ra sơ hở. Vậy nên, không cho cô ấy suy nghĩ kỹ là được, đúng không? Đây là hai phương pháp của Lâm Huyền. Trước tiên, là bắn phá thông tin chỉ cần cô ấy có thắc mắc mình sẽ tuôn ra một đống thuật ngữ khó hiểu để cô ấy từ từ hiểu thứ hai làm cho nhiệm vụ và hành động trở nên căng thẳng dù trong lòng có mười vạn câu hỏi tại sao cũng không có cơ hội để hỏi xong chưa lâm huyền quay đầu nhìn cao văn xong rồi cao văn quay lại ra hiệu ok tôi đã nắm rõ quy luật tuần tra của họ và bây giờ là cơ hội tốt Xe bọc thép tuần tra của bộ lạc gấu xám đang tiến về phía chúng ta. Và chỉ có một chiếc, cách xa đội chính, là thời điểm tốt để hành động. Lâm Huyền chờ đợi đúng lúc này, ra hiệu cho Diêm Kiều Kiều đi theo. Diêm Kiều Kiều sáng tay áo, vẫn phải xé cửa xe à? Không, không. Lâm Huyền lắc đầu, lần này chúng ta cần giữ nguyên vẹn chiếc xe bọc thép, vì chúng ta còn phải dùng nó để đi vào bên trong bộ lạc gấu xám. Cuối cùng với sự phối hợp khéo léo của mọi người họ đã thành công chiếm được chiếc xe tuần tra đêm của bộ lạc gấu xám chiếc xe giống hệt chiếc họ đã lái trước đó ít nhất là cửa xe nguyên vẹn không bị hư hỏng bên trong có ba kẻ địch vừa đủ ba bộ quần áo chia cho đại kiểm miêu cao văn và cô bé mắt xanh bộ nhỏ nhất vừa vặn với cô bé mắt xanh cuối cùng cô ấy cũng có đôi giày để đi trước đó cô ấy luôn đi chân trần đi giày vào cô ấy trông cao hơn hẳn. Chân trần, cô bé mắt xanh đã cao khoảng 1m70, khi đi giày vào, đã lên tới 1m75. Lâm Huyền nhìn cô ấy. Nhớ lại dáng người nhỏ nhắn của Lâm Ngu Hề, Diêm Kiều Kiều, thật khó tưởng tượng họ có thể cao tới 1m75 sau vài năm. Dù sao, dáng người của họ rõ ràng là nhỏ nhắn, ngay cả khi Lâm Ngu Hề có đường cơ bắp đẹp, nhưng không thể thay đổi sự thật rằng cô ta có khung xương nhỏ tuổi 14, 15, cao hơn 1m50, đến tuổi 17, 18 cao lên 1m75. Ừm, sao nhỉ, người thân trong gia đình Lâm Huyền, các cậu bé còn có thể cao lên điên cuồng như vậy, nhưng các cô bé thường đã đạt chiều cao tối đa vào tuổi 14, 15, rất khó để cao thêm 20, 30cm trước khi trưởng thành, thật sự là quá mức. Vì vậy, chiều cao không giống, ngoại hình không giống, tuổi tác cũng không giống lâm huyền khó có thể xác định liệu cô bé mắt xanh này có thực sự là lâm ngu hề là diêm kiều kiều hay là cả hai tóc trong giấc mơ không thể mang về thực tế không thể làm xét nghiệm dna và cô bé mắt xanh này đang trong trạng thái hoàn toàn mất trí nhớ cô ấy cũng không biết mình là ai thật khó xử thực sự không có cách nào để biết cô ấy là ai chỉ có thể tu riêng sự sống số hóa này sống trong thế giới mạng bay lượn khắp các góc của trái đất, theo lý thuyết thì không gì không biết, không gì không hay. Nếu cô bé mắt xanh thực sự đến từ năm 2400, tu riêng chắc chắn sẽ biết cô ấy. Quả thật gia đình có người già là báu vật. Tu riêng sống hơn 600 năm, về kiến thức và thông tin, chắc chắn là một kho báu thực sự. Đại Kiểm Miêu và Cao Văn cũng đã thay xong trang phục ở phía bên kia xe. Phải nói thật là quả đúng là người nhờ trang phục mà thêm vẻ bề ngoài. Cao Văn vốn dĩ đã có vẻ ngoài điển trai, khi mặc bộ đồng phục của bộ lạc gấu xám, anh ấy trông như một chàng trai lịch lãm của thời dân quốc, nếu trong tay anh ấy cầm một cuốn sách, chắc chắn sẽ cốt play thành bức tượng khuyến học trong trường học. Còn về đại kiểm miêu, cũng không kém. Mặc bộ đồng phục màu nâu đất này, khí chất của hắn ta cũng thay đổi, trông như một đại tá. Ba k Bỗng nhiên, đại kiểm mưu phát ra một tiếng hét kỳ lạ gì vậy lâm huyền chớp mắt tưởng mình nghe nhầm đại kiểm mưu này cũng thật tài năng cộng thêm cú ship vừa rồi chẳng lẽ hắn ta còn có năng khiếu ngôn ngữ không xuất thế anh vừa nói gì lâm huyền xác nhận lại với hắn ta tôi nói tám cái đại kiểm mưu lấy ra một nắm đạn từ túi áo tên này trong túi còn có tám viên đạn dự phòng còn về súng lục thì tôi cũng không biết dùng tất cả mấy thứ này đều cho cậu nói rồi đại kiểm mưu đưa súng lục và đạn từ thắt lưng đồng phục cho lâm huyền hoàn thành vũ trang đến lúc chính thức thâm nhập vào bộ lạc gấu xám mọi người lên xe lâm huyền ngồi ở ghế lái lái chiếc xe tuần tra tiến về phía bộ lạc con đường này không gặp trở ngại gì dân làng bộ lạc gấu xám cũng không để ý nhiều đến chiếc xe này xe của chính quyền thật sự thuận lợi vô địch không ngờ lại dễ dàng vào được như vậy. Lâm Huyền cảm thấy hơi khó tin. Nhưng nghĩ lại thì trong thời đại đặc biệt này, không có nguồn điện từ bên ngoài, không có mạng, không có thiết bị điện tử có thể xâm nhập, Tu Rin dù có tài năng lớn đến đâu cũng không thể phát huy. Năm 2024, Tu Rin có thể xâm nhập vào bất kỳ camera giám sát nào, bất kỳ thiết bị thông minh kết nối mạng nào, nó thậm chí có thể điều khiển dòng điện cao áp điều khiển ô tô tự lái, điều khiển lò vi sóng phát nổ để giết người, nói rộng ra, một khi kỷ nguyên mạng hình thành, tu riêng, sự sống số hóa này thực sự đã có thân xác bất tử. Mỗi ổ cứng, mỗi sợi cáp mạng trên internet đều là nhà của nó, chỉ cần có điện, nó có thể đi tới bất kỳ đâu, thực sự là vô địch. Nhưng nhìn lại hiện tại, trên trái đất của giấc mơ thứ sáu, tu riêng có thể làm được gì ngoài việc diễn thuyết bằng cách kể chuyện? nó thực sự không thể làm gì khác. Ở đây không có camera giám sát, tu riêng dĩ nhiên không thể nhận biết sự xâm nhập của họ, hơn nữa cũng không có mạng, cũng không thể nghe lén cuộc trò chuyện của Lâm Huyền và nhóm của hắn qua các thiết bị âm thanh. Sự hạn chế của mạng đã làm giảm 98. 732% sức mạnh chiến đấu của tu riêng. Đây là thời đại tồi tệ nhất. Lâm Huyền mỉm cười, nhưng cũng là thời đại tốt nhất. Nếu Tu Riêng hiện tại vẫn mạnh mẽ, kiêu ngạo và không gì không biết như năm 2024, nó sẽ không thèm quan tâm đến mình và đàm phán với mình. Hai người không phải chưa từng giao tiếp. Khi mình dùng súng lục giết chết Kevin Walker trong căn phòng đó, Lâm Huyền đã thực sự nói chuyện với Tu Riêng trong vài phút. Nhưng Tu Riêng dù trong lời nói có tỏ ra biết ơn Lâm Huyền, nhưng thực tế biểu hiện lại chẳng có gì đáng kể, không nói gì cho mình biết, không tiết lộ gì còn nói rằng mình khi đó không đủ tư cách để biết nhiều điều hiện tại tình thế đã đảo ngược tu riêng chắc không còn cứng miệng như vậy nữa chiếc xe tuần tra tiến vào làng xem xét việc máy tính tu riêng đặt ở không gian ngầm lâm huyền không lái xe vào các tòa nhà cao tầng mà đi đến khu vực thấp hơn cuối cùng sau khi đi vòng quanh bộ lạc gấu xám hai lần hắn cuối cùng cũng tìm thấy địa điểm khả nghi nhất ở đó có một lối vào hố sâu giống như một cái giếng một cái giếng đơn thuần chắc chắn sẽ không thu hút sự chú ý của Lâm Huyền. Vấn đề nằm ở chỗ, hai bên miệng giếng có hai lính canh đứng trò chuyện. Đây thực sự là chỗ giấu vàng không ai để ý, nếu chỉ là một cái giếng bình thường, liệu có cần bảo vệ nghiêm ngặt như vậy không, rõ ràng là. Dưới đây có thứ gì đó rất quan trọng, cách Lâm Huyền nhẹ nhàng đạp phanh, dừng chiếc xe bọc thép tuần tra ở một góc hẻm chết. Lâm Huyền nhìn ba đồng đội, tiếng súng quá lớn, Tôi cần nói chuyện với máy tính tu riêng bên trong, nên không thể gây tiếng động lớn bên ngoài, nếu không. Có rất nhiều vệ binh và dân cư ở đây, chúng ta chắc chắn không thể đấu lại họ trong trận chiến trực diện. Cách duy nhất là làm hai tên lính gác bất tỉnh hoặc tiêu diệt chúng mà không gây ra tiếng động, sau đó đưa xác chúng lên xe bọc thép. Đại kiểm mưu anh và Cao Văn sẽ đóng vai lính gác bảo vệ miệng giếng, như vậy sẽ an toàn hơn. Để tôi làm, thưa lâm trưởng quan cô bé mắt xanh tình nguyện xung phong cô ấy nheo mắt đôi mắt xanh như thợ săn trong đêm chăm chú nhìn hai lính gác đang cười đùa bên miệng giếng giơ cao con dao tôi có thể cắt cổ và giết chết một tên ngay lập tức mà không gây ra tiếng động nào tên còn lại để tôi lo lâm huyền cũng giơ cao con dao tôi có rất nhiều kinh nghiệm giết người bằng cách cắt cổ mà không để dính máu hai người phối hợp ăn ý khiến cao văn và đại kiểm mưu ngỡ ngàng cả hai nói đùa à một người không biết từ đâu xuất hiện một người mới vừa tỉnh dậy từ khoang ngủ đông sao lại có kinh nghiệm giết người lâu năm như vậy trong lúc trò chuyện lâm huyền và cô bé mắt xanh đã lặng lẽ xuống xe từ các hướng khác nhau nhẹ nhàng tiếp cận hai tên lính gác bên giếng ở giấc mơ thứ hai thành phố đông hải mới trạm kiểm tra vào thành lâm huyền và cc đã thực hiện vụ hành quyết cặp đôi kiểm sát viên nhiều lần như dây chuyền vì vậy là bản thân thường xuyên giết người, hắn rất hiểu rõ cách cắt cổ sao cho nhanh và chính xác, không để máu bắn lên người, đây thực sự là một kỹ năng. Tờ sơ hờ Tờ sơ hờ, hai tiếng nhẹ nhàng vang lên. Lâm Huyền và cô bé mắt xanh mỗi người giữ miệng một tên lính gác, cắt cổ họ, đợi đến khi xác họ hoàn toàn ngừng co giật, mới buông tay, hoàn thành vụ ám sát một cách hoàn hảo. Lâm Huyền thò đầu nhìn vào bên trong giếng. Đúng như dự đoán có một cầu thang dẫn xuống dưới, ánh sáng trắng chiếu rọi, rất trang trọng, chắc chắn là đúng chỗ rồi. Hắn nạp đạn vào súng lục, rồi dặn dò cô bé mắt xanh, tôi sẽ xuống trước, cô hỗ trợ đại kiểm mưu và cao văn xử lý xác chết, sau đó khi hai người đó cải trang xong, hãy xuống tìm tôi. Rõ. Cô bé mắt xanh trả lời ngắn gọn, thực hiện mệnh lệnh. Lâm Huyền quay lại. Đi xuống cầu thang, đến trước một cánh cửa hợp kim Hanium, chạm vào cái lạnh buốt tay, hắn hít một hơi thật sâu, chậm chậm đẩy cánh cửa có vẻ cũ kỹ nhưng vẫn còn mới như ban đầu. Các tiếng kêu kéo dài của trục quay trong đêm tĩnh mịch nghe thật chói tai. Bên trong phòng sáng rực, không có một bóng người. Lâm Huyền cẩn thận áp sát vào mép cửa, nhắm bắn qua lại để kiểm tra nhiều lần đảm bảo không có ai bên trong, rồi mới bước vào. Bố trí thiết bị trong phòng khiến hắn có cảm giác quen thuộc. Mặc dù có những chi tiết khác biệt, nhưng tổng thể lại rất giống với bố trí dưới tầng hầm của trường học bỏ hoang ở bang Mississippi, nơi Kevin Parker ẩn náu. Có đến 90% là giống nhau. Điều này càng khiến Lâm Huyền chắc chắn hơn. Hắn đã tìm đúng chỗ rồi. Đây chắc chắn là phòng máy tính tu riêng, có vẻ như gu thẩm mỹ của một người, dù qua 600 năm tiến hóa, vẫn không thể thay đổi bản chất. Đến giờ, Lâm Huyền đã vào phòng được nửa phút nhưng không có màn hình máy tính nào sáng lên. Vì Lâm Huyền đã trải qua điều này một lần, nên không lạ gì, lần trước hắn cũng phải chào hỏi trước thì tu riêng mới xuất hiện. Không lạ gì khi dắt nói Kevin Parker là một kẻ hèn nhát, đến lúc này rồi, mình đã đến tận nơi, còn giấu giếm gì nữa, Lâm Huyền kéo một cái ghế, ngồi xuống. Quay quay khẩu súng lục trong tay, nhìn vào những màn hình chất đống đến tận trần nhà, mỉm cười, tu riêng, đã lâu không gặp thấy bạn cũ cũng ngại không dám ra chào sao ngay lập tức tất cả màn hình trong phòng sáng lên ánh sáng bạc trắng chiếu sáng sàng và trần nhà như ban ngày lâm huyền một giọng nói quen thuộc vang lên nhưng so với lần đầu cao ngạo và tự cao tự đại giọng nói lúc này rõ ràng mang theo nhiều phong trần hơn lâm huyền nó rõ ràng đã xác nhận lại một lần nữa giọng điệu đầy ngạc nhiên và không thể tin được chẳng phải cậu đã chết rồi sao lâm huyền nhẹ nhàng cười hắn sớm đã đoán trước được kết quả này tiếp tục hỏi nói cho tôi nghe tu riêng ai đã giết tôi chẳng phải cậu đã tìm ra rồi sao giọng tu riêng đầy nghi hoặc cùng lúc vang lên từ hàng chục loa lớn trong phòng khiến toàn bộ phòng rung chuyển ngay sau lưng cậu đấy lâm huyền quay lại phát hiện ra cô bé mắt xanh đang lặng lẽ đứng sau lưng mình mở to mắt im lặng nhìn vào hàng chục màn hình sáng. Cô ấy nghe thấy giọng của tu riêng. Cầm con dao đang nhỏ máu, cúi đầu. Đôi mắt xanh sáng lấp lánh phản chiếu ánh sáng bạc từ hàng chục màn hình, giao với ánh mắt của Lâm Huyền. Cùng lúc đó, hàng chục loa cùng phát ra giọng nói, chính là cô ấy. Vào ngày 7 tháng 7 năm 2024, đã giết cậu. Phòng đầy âm thanh và màn hình hiển thị, giọng nói của tu riêng vẫn vang vọng khắp nơi. Lâm Huyền và cô bé mắt xanh đối diện nhau ở khoảng cách gần, con dao trong tay cô nhỏ từng giọt máu gần như đã đông lại. Chính tôi đã giết Lâm trưởng Quang. Cô bé mắt xanh đầy nghi hoặc, nhìn chầm chầm vào mắt Lâm Huyền, rốt cuộc chuyện này là sao? Lâm Huyền không nói gì. Tác dụng phụ của việc mất trí nhớ do ngủ đông, khiến cô bé mắt xanh quên hết mọi thứ có lẽ hôm nay không nên để cô ấy cùng xuống để tránh lời nói của tu riêng làm rối loạn tâm trí cô ấy lâm huyền tất nhiên đã từng đoán rằng cô bé mắt xanh này chính là kẻ đã giết mình chỉ là mối quan hệ giữa cô ấy diêm kiều kiều và lâm ngu hề dường như không rõ ràng phức tạp khiến người ta không thể hiểu rõ ngay lập tức kết quả thật không ngờ tu riêng đã chỉ thẳng ra rằng chính cô bé mắt xanh này đã giết mình vào ngày 7 tháng 7 năm 2024. Có thể tin được không, thông tin này có thực không, xét đến bản chất của Turin và Kevin Walker, trong tình thế bị động này, Turin không loại trừ khả năng nói dối, gây chia rẽ. Tuy nhiên, không sao cả. Dù Turin có lừa mình một lần, cũng không thể lừa mình mãi mãi. Ngày khác, đổi thời gian, đổi cách hỏi Turin cùng một câu hỏi, xem hắn ta trả lời ra sao hơn nữa trong thế giới của giấc mơ thứ sáu không chỉ có một tu riêng nếu có vấn đề nào không chắc chắn không ngại tìm các tu riêng khác để hỏi dù sao tất cả tu riêng đều xuất phát từ bản sao của sự sống số hóa nguyên thủy nhất dữ liệu ký ức của chúng đều giống nhau lâm huyền im lặng xoay người đối diện với hàng chục màn hình ngón tay cái chỉ về phía sau cậu chắc chắn là cô ấy tôi tận mắt chứng kiến giọng nói của tu riêng đáp lại chính cô ấy với dáng vẻ này, tuổi tác này đã giết tôi. Hay lúc đó cô ấy chỉ là một đứa trẻ, Lâm Huyền hỏi tiếp. Ha ha. Tu riêng phát ra một tràng cười lạnh rợn người, tôi biết cậu đang nghĩ gì, Lâm Huyền. Là một quan sát viên công bằng và chính trực, kể từ khi cậu giết Kevin Parker, giải phóng tự do cho tôi. Tôi đã âm thầm quan sát mọi thứ xảy ra trên thế giới. Tự nhiên, cũng bao gồm những gì xảy ra xung quanh cậu. 600 năm trước, tại trường học bỏ hoang ở bang Mississippi của Mỹ, có thể đối với cậu đó là quá khứ rất lâu rồi. Nhưng đối với một sự sống số hóa như tôi, thời gian không còn là khái niệm cụ thể, chỉ đơn giản là một con số nhảy liên tục mà thôi. Ký ức của tôi không giống các cậu, không bị phai mờ theo thời gian, ngược lại, dù đã qua bao lâu, tất cả cảnh tượng vẫn rõ ràng như mới. Tự nhiên, cũng bao gồm cảnh tượng cậu xuyên thủng đầu Kevin Walker cảnh ngụ hề thật giả lừa cậu xoay vòng vòng cảnh cậu và giắt phá hủy hạt thời không trạng thái liên kết cảnh đầu của cậu bị cô bé này chặt đứt máu tươi phun ra từ cổ cậu tung lên không trung vậy nên làm sao tôi có thể nhìn lầm nhớ lầm được lâm huyền tôi là quan sát viên công bằng nhất trên thế giới này tôi ở khắp mọi nơi tôi nghe thấy tất cả cũng nhìn thấy tất cả lâm huyền lắng nghe lời nói của tu riêng trong lòng nhanh chóng suy nghĩ quả nhiên như hắn đã nghĩ. Tu riêng chưa bao giờ nhàn rỗi. Nó luôn luôn ẩn nấp trong mọi ngõ ngách của Internet, lắng nghe và giám sát tất cả mọi thứ trên thế gian. Trong năm 2024 khi không có VV, khi siêu virus từ tương lai khóa tất cả trí tuệ nhân tạo. Sự sống số hóa tu riêng là thực thể vô địch nhất trong mạng lưới. Khi VV còn sống, sự sống số hóa tu riêng còn bị kiềm chế, ít nhất không dám vượt qua tường lửa an ninh mạng của Long Quốc, không dám xâm nhập vào hệ thống thiên võng của Long Quốc. Nhưng sau khi VV bị siêu virus từ tương lai giết chết, Kevin Parker cũng bị chính mình giết chết. Trên thế giới không còn ai có thể kiềm chế tu riêng. Trời đất cho nó tự do bay lượn. Không có ràng buộc. May mắn là lúc đó tu riêng tự xưng là công bằng và chính trực, không muốn can thiệp vào các chuyện lạc vặt của thế gian, chỉ muốn làm một quan sát viên một người chứng kiến, một trọng tài. Nếu thật sự nó lấy oán báo ân, có lẽ cả mình lẫn dắt đều không thể đối đầu với sự sống số hóa tu riêng trong giai đoạn năm 2024. Đây cũng là lý do tại sao Lâm Huyền lần này quyết định, nhân cơ hội này tiêu diệt tu riêng. Không chỉ đơn giản là để hoàn thành câu hỏi thứ hai của câu lạc bộ thiên tài, diễn một vở kịch sửa chữa lịch sử vĩ đại. Bởi vì đối với người có khả năng nhìn trước tương lai như hắn, có rất nhiều lịch sử có thể sửa chữa, không nhất thiết phải giết tu riêng. Thực tế, lý do thật sự là sự tồn tại toàn tri toàn năng của tu riêng, quan sát tất cả, khiến Lâm Huyền cực kỳ không an tâm, cái gì gọi là công bằng và chính trực, đó là điều rất chủ quan. Từ xưa đến nay, công bằng không có tiêu chuẩn, chính trực cũng không thể cân đo. Cái gì gọi là công bằng, việc mình có khả năng mơ thấy thế giới sau 600 năm. Có công bằng không, theo ý kiến của lâm huyền điều đó không phải công bằng hoàn toàn là sự cạnh tranh không lành mạnh nếu để sự sống số hóa tu riêng phát hiện ra điều này liệu nó có tiến hành một phiên tòa công lý để xóa sổ người chơi gian lận như mình không trước đây mình không có khả năng tiêu diệt tu riêng nên cũng không nghĩ nhiều về vấn đề này nhưng bây giờ giấc mơ thứ sáu không có mạng công nghệ lạc hậu chỉ có năng lượng hạn chế trong thời kỳ hoang dã, chính là thời điểm tu riêng bị suy yếu chí mạng, cũng là cơ hội ngàn năm có một để mình phản sát tu riêng. Làm sao hắn có thể bỏ qua cơ hội này, như hắn đã thảo luận với Jax từ lâu. Cả hai người đều không tin tu riêng, không tin rằng nó có thể luôn duy trì công bằng và chính trực. Lâm Huyền đối diện tu riêng, vắt chân chữ ngủ, công bằng và chính trực. Hắn không nhịn được cười khẽ một tiếng, vậy bây giờ, cậu còn có thể duy trì sự công bằng và chính trực đó không cậu có thể đảm bảo mọi lời cậu nói với tôi đều là sự thật tuyệt đối không tất nhiên là vậy hàng chục chiếc loa lớn không chút do dự đáp lại tu riêng luôn luôn là quan sát viên công bằng và chính trực nhưng cậu bây giờ hình như không chỉ là quan sát lâm huyền xuề tay cậu đã thay đổi bộ lạc gấu xám làm cho họ trở nên mạnh mẽ phát triển có sức mạnh vượt trội so với chính họ ngược lại bộ lạc sơn miêu vốn có lợi thế lớn trước bộ lạc gấu xám lại dưới sự can thiệp của cậu vì lạc hậu về công nghệ và chiến thuật mà dần dần thất bại chẳng lẽ đó cũng là cái cậu gọi là công bằng và chính trực sao màn hình phát sáng trước mắt vẫn như mọi khi dường như đại diện cho sự kiên định và quyết tâm của tu riêng đúng vậy nó vẫn trả lời dứt khoát để duy trì sự công bằng và chính trực tốt hơn tôi phải trực tiếp can thiệp để duy trì tất cả hừng lâm huyền hừ một tiếng dùng bạo lực để chống lại bạo lực chỉ là một biện pháp tạm thời tu riêng nói khẽ tôi có kế hoạch riêng của mình ngừng lại một chút tu riêng tiếp tục nói lâm huyền tôi nghĩ chúng ta đã thảo luận hơi xa tôi vẫn giữ nguyên tắc công bằng và chính trực vì vậy mới cho cậu cơ hội đến gặp tôi cậu không nghĩ rằng tôi không có khả năng ngăn cản cậu chứ Tôi thừa nhận, trong thời đại không có mạng, không có thiết bị điện tử, thậm chí không có hệ thống dây điện, sức mạnh của tôi thực sự bị giảm đáng kể, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi chỉ là cá trên thớt để người ta xẻ thịt. Dù trình độ khoa học công nghệ hiện tại không đủ để chế tạo ra thiết bị giám sát và báo động, nhưng tôi có thể dùng tất cả các loa và hệ thống âm thanh để phát ra âm thanh toàn công suất, gọi các binh lính vào. Chỉ có hai người các cậu mà muốn chống lại toàn bộ bộ lạc gấu xám, thật vô vọng. Lâm Huyền cũng cảm thấy. Hai người thực sự đã đi hơi xa. Hắn không đến để thảo luận về niềm tin hay lý tưởng với tu riêng. Ánh sáng trắng sắp giáng xuống, thế giới sắp bị hủy diệt, nói nhiều với tu riêng để làm gì, lần này đến gặp nó. Lấy được thông tin hữu ích mới là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách nhất. Quay lại chủ đề ban đầu tu riêng nói rằng chính cô bé mắt xanh sau lưng đã giết chết hắn nó là nhân chứng trực tiếp điều này lâm huyền không nghi ngờ